À vâng, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình làm một clip phải nói là hết sức độc đáo của anh em nhé. Thì cũng nhiều người gọi điện cho mình hỏi cách việc bồ câu ti tan thái siêu thịt mà mình cho nó nuôi một lúc khoảng 3 đến 4 con đó các bạn. Thì hiện nay ở trại của mình các bạn có thể thấy này, thì một cặp bồ câu bố mẹ hiện tại đang nuôi khoảng 4 con bồ câu la làng các bạn nhé. Thì đây này, thì chim bố mẹ thì đang cho con để ăn này. Thì ở trại mình thì áp dụng theo cái công thức đó. Có nghĩa là khi mà chim nó đẻ thì mình sẽ lấy trứng của nó, mình mang đi ấp. Con nào mà nó không ấp thì mình sẽ mang vào máy ấp các bạn nhé. Thì khi mà chim nó nở thì mình sẽ đem mình ghép thẳng vào cho một cái cặp bố mẹ này nuôi luôn. Thì nó, cái loại bồ câu ti tan thái siêu thịt này nó có một lợi thế, đó là nó khi mà mình ghép như vậy thì nó nuôi luôn. Thì các bạn có thấy là bốn con là cái trọng lượng của nó với cái nó cũng đồng đều, khá đồng đều nhau đấy. Đây, hầu như ở trại mình là hầu như mình áp dụng là mình ghép nuôi hết. Tại vì khi mà mình ghép nuôi này các bạn này, thì những cái con chim khác, ví dụ nuôi con không giỏi á, thì nó sẽ có khoảng thời gian nó đẻ nhiều hơn, nó cứ đẻ thôi cho những cái con khác nuôi á. Đấy, anh em nhìn có thấy kích thích không, những con cặp chim rất là to này, nhìn thấy rất đã luôn. Thì tầm khoảng từ 25 đến 30 ngày nữa thì những cái cặp chim non này này sẽ thành bồ câu la làng các bạn nhé. Thì ở trại mình thì sẽ xuất đi ở những cái hệ thống tiêu thụ của trại bồ câu Minh Dũng á, mình xuất hết đi luôn. Đấy, những cặp bồ câu mà khi ra ràng như vậy thì ở trại mình là hầu như là trên 5 lạng hết. Có những con khoảng 6 đến 7 lạng không à. Nhưng mà mình tính trung bình là cỡ khoảng là 5 lạng thôi. Thì với những cặp bồ câu này này thì nó rất là chất lượng luôn. Thịt bồ câu ti tan thái siêu thịt thì ở trại Minh Dũng mình đánh giá là chất lượng phải nói là nhất hiện nay luôn. Nó thịt của nó không có đen và nó tanh như bồ câu Pháp. Bồ câu Thái là thịt nó rất là thơm và hầu như là nạc các bạn nhé. Đấy, những cặp chim này thì mình ghép hết luôn. Ghép thực ra là, ví dụ như là những người khác nuôi thì họ chỉ cho nuôi khoảng 2 con thôi. Thì ở trại mình không làm như vậy thì nó không có hiệu quả, nó không có năng suất, nên mình ghép 3 đến 4 con hết luôn. Tại vì khi mình nuôi thì mình cơ bản mình nghĩ là cái kiểu như là cái cặp nào nuôi tốt đó, thì mình cứ ghép vào cho nuôi vậy thôi. Đấy, những cặp chim nó rất là đồng đều nhau này. Ở trại của mình thì hầu như là cho ấp bằng máy các bạn nhé. Chấp bằng máy thì nó nở đều và mình có thể mình khi mà nở ra thì mình hoàn toàn có thể mình ghép thẳng vô trong những cái cặp lồng mà nó mới nở, thì các cặp chim bố mẹ thì vẫn nuôi hết sức bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhiều người hỏi mình là có kén chọn hay không, nhưng mà hầu như là các cặp chim này là nuôi hoàn toàn là nuôi rất là tốt các bạn nhé. Thì ngay bây giờ thì mình cũng chuyển đến các bạn hình ảnh về cái máy ấp trứng ở trại mình nhé. Đây, cái máy ấp trứng này ở trại mình là cũng mới nhập về luôn các bạn này. Máy này là nhập mà ở thành phố Hồ Chí Minh về luôn. Ở trên tại vì hiện tại là những cái loại máy này họ nhập về nó số lượng nó cũng hạn chế, nên mình ở trên Đắk Lắk của mình là mình cũng chưa có nhập về được, nên mình phải đặt từ mua từ thành phố Hồ Chí Minh về. Đây là máy ấp 300 trứng các bạn nhé. Thì bây giờ là mình chuẩn bị khui cái máy ra cho các bạn xem luôn. Tại vì nhiều người hỏi mình là mình sử dụng cái máy gì á, thì bây giờ hôm nay mình cận cảnh cho anh em xem cái máy ấp trứng của mình luôn. Tại vì máy ấp trứng cũng có rất là nhiều loại mọi người ạ. 100 trứng này, 300 trứng này, hiện tại rất là nhiều. Tùy vào cái ở trại các anh em nuôi thế nào thì mình sẽ lựa chọn cái máy ấp trứng, cái số lượng nó phù hợp thôi. Tại vì máy ấp trứng hiện tại cũng khá là đắt. Ví dụ là 100 trứng thì cũng tầm khoảng 2 đến 3 triệu rồi. Thì những cái loại mà 3 đến 400 trứng này thì cũng khoảng từ 7 triệu. Khoảng 7 triệu rồi. Đây, bây giờ mình tại vì vận chuyển như vậy nên mình đóng gói rất là kỹ này. Bây giờ mình mới tháo ra. Cái việc mà cho
chim bồ câu mà nó ấp bằng máy như này các bạn này, thì 1 năm thì mình đã tăng thêm cái số lần đẻ của nó lên rất là nhiều. Tại vì những cái cặp khác ví dụ như là họ nó nuôi con không có tốt á, thì mình hoàn toàn mình cho ấp bằng máy luôn, và khi mà trứng nở thì mình cho những cái con khác nuôi, và cứ như thế thì những cái con đấy nó chỉ việc đẻ thôi, nó không nuôi. Và những con khác mà nó siêng nuôi thì nó vẫn nuôi con bình thường mà nó vẫn đẻ bình thường các bạn nhé. Đây, lát nữa thì mình sẽ mở cái máy ra cho các bạn xem luôn. Đây là cái máy ấp trứng 300 trứng các bạn nhé. Và mình cũng chỉ cho anh em luôn là khi mua cái máy ấp trứng này anh em này, thì mình cũng là lấy cái khay mà khay khay thẻ, đổi khay thẻ anh em nhé. Tại vì khi mà mình sắp xếp cái trứng á, thì nó sẽ dễ dàng hơn thay vì cái khay cố định của nó luôn. Tại vì khay cố định của nó là nó để kiểu như là ấp bằng trứng gà ấy, nên khi mà mình để trứng bồ câu thì nó cũng nhỏ hơn á, nên là anh em đổi bằng cái khay thẻ thì nó tốt hơn. Mà đổi một cái khay thẻ này thì với một cái khay thẻ thì anh em mình như phải bù vào khoảng 150 ngàn. Anh em phải bù thêm cho cái máy 150 ngàn để mình lấy được cái khay thẻ như này. Đây là những cái thiết bị ở trong cái máy ấp trứng. Thì khi mà mua về thì anh em mới cắm vào xài bình thường thôi, mình để trứng ở trong này. Thì vì nó có cái chế độ là nó đảo trứng á, nó có chế độ luôn là cứ trung bình là cứ 1 tiếng là nó đảo một lần. Thì mình không không phải đảo đâu. Cũng có cái chế độ mà dọi đèn pin xem có trống hay không á, thì anh em vẫn có thể xem ở trên những cái máy như này rất là thuận lợi. À, clip này thì mình cũng xin dừng ở đây anh em nhé. Và anh em mà có cái nhu cầu mà xem những cái nội dung gì thì mình sẽ tiếp những ngày tới thì mình sẽ tiếp tục đẩy clip lên anh em nhé.